Chị Mạ này, chị Mạ nói xin chào cô chú nè. Chị Mạ nói xin chào cô chú đi. Chào chào à, nói xin chào cô chú á. Cô chú à, nói xin chào cô chú á. À, xin chào cô chú á. Rồi chị Mạ mới ngủ dậy rồi chú. À, mới ngủ dậy ngồi đây chơi nè. Cô chú thấy không? Cũng là cái style ngồi gần cửa sổ. À, cứ là cái style ngồi gần cửa sổ. Thích hay còn thích ngồi đây không cô chú à? Ê, 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 không có vô đó, không có vô đó, phá 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 chui chui đây mấy bữa cô chú à. Sợ em Tima bóc ổ điện rồi, thiếu thấy không nè, đóng lại hết rồi thấy không đó, cái nào mà nó không xài thì đóng lại. Chim à, trời đất ơi, chim sư lan. Lan vào đây đâu? Hí hí hí. Đó, chui vô. Chui vô. Đó. Con chui vô kia mà. Chui vô cái lỗ rồi. Nói lại, nói lại, lại lại hôm nay an toàn, hôm nay an toàn. Xin chào cô chú, xin chào cô chú, xin chào mọi người nha. Xin chào. Xin chào bác, xin chào Xin chào ông bà, xin chào cô chú. xin chào anh bà, xin chào cô chú. Đúng rồi, hôm nay bỏ các bạn rồi chú à, tại vì các bạn không, kênh của mình không có người Xin trẻ. chào Ừ, không có những lứa tuổi của những bạn lâu cấp nên không có chào các bạn được, chào ông bà, chào cô chú. Chị Ma, chào cô chú ơi. Chị Ma. Xin chào. Xin chào cô chú ơi, đây là đầu tiên là cái này là nho Mỹ. Nho không phải nho Mỹ đó, tào lao, nho Ukraine. Cơm cơm nấu với lại rau rau spinach, đúng rồi, rau rau chân vịt đó mọi người, đó nó ra màu xanh nè. Thịt vịt chiên, chiên ngũ vị, chiên chiên ngũ vị hương. Rồi salad bắp cải. Đa, ok mời cả nhà. Ba ba, Xin xin mời cô chú. mời cô chú ơi, hôm nay ăn Vịt nướng. con vịt, Con vịt nướng. nướng. Đúng rồi. Cô cạt con nói hay con nói làm sao? Con nói xin mời cô chú chưa? Con nói cho cô. Не хочешь? Con nói. Con nói cho cô kêu có nghe hôm nay nhà mình ăn món gì thì nói đi. Bắp cải. Gì nữa? Gì nữa? Con vịt. Con vịt nướng. Cơm màu xanh đẹp một chút ha. Cái mình nấu cơm á, chín xong rồi xay cái lá pinus, cái lá chân vịt đó, xong mình trộn vô xong rồi đem đi chiên với lại tỏi, một xíu dầu khử tỏi cho nó thơm rồi chiên lên xong. Giống như school, line school. Ôi trời. Cái gì nói không có gì hết. Cho tim ăn qua gift cho chim consumption. Cho em ăn nữa kìa. Không, không ăn chuyện ăn dưa leo đâu. Qua wow, don't lie, Em ăn spin Ăn hay nói cảm nghĩ, review food thôi. What do you feel? Say something. Rice Yeah. Very interesting. Cách ăn cơm vô. Ăn cơm ăn thịt vịt vô nè. Vịt nướng tôi đang cái gì?
Cô sao? Как всегда. Vịt thịt vịt nướng ngũ vị hôm nay ngon cô chú à. À, trong này em bỏ xả ớt xong rồi hai cái tỏi nha. Xong rồi có ngũ vị hương, rồi hạt nêm. Rồi với bột của cái ức chuông á mọi người cho nó đỏ màu đẹp á. Xong rồi bỏ vô nướng. Nướng 1 tiếng á. 1 tiếng 20 phút. Đó, xong rồi nó đẹp, nó ngon, nó thơm hết chừng luôn à. Nó gì đơn giản vậy thôi. Chút xíu muối nữa. Cho có... Bắp cải này là chắc. Nhà quan trọng cơm rất là ngon. 20 тысяч гривен. Это для дураков приятно. Для тех, кто вест, это прикольно. Тима, успик, па па па. Тимка, мяско. Па па па. Баба, бит, моя, там баба. Угу. Mèo mình biết á, cái chân thịt á, nhem nhem á. Ừ, tôi biết bà. Hey, look at how it's nice. Only cà phê is. Con bự vô mua ăn cơm rồi ăn thịt vô này. Là chảo thịt ngon, cơm ngon mà không thèm ăn. Con thấy ngon đúng không? Mày nấu lại rau quá. Soy, sauce kia có rau con ở đây có số thì con ở đây có bao ở đây con có sauce kia có bắp cải. Sốt bắp cải nó ra đúng không? Ăn với cơm luôn. Cái gì? Ồ, tự nhiên nhà hết khăn giấy khô rồi. Thôi xài khăn giấy ướt đỡ em. Yeah, no need to explain. Here. Already dry. Mua khăn ướt kìa mà không có xài rồi người ơi. Xong rồi để nó. À, bao nhiêu cơ? À, thế mà. Mèo ngon luôn. Gift cake mà. Gift cake. Печенька, Тимка. Фу. He not hungry. Тима. Печенька. Think he wants sleep. Лукас, давай кушай качку. Она что, к нам зря зашла в гости, что ли? Прилетела сюда из далекого Китая. I could say that you feel like China? Yeah? Like China? Cái ngũ vị là cái... I know, I eat in Beijing, Beijing duck. But different, they cook... if exactly generation does, they cook very deep skin. But I cannot cook deep skin. Don't hit that. This is so much care about. No, I think like this. Yeah. Cái món thịt vịt quay mọi người thấy có tìm hiểu trên mạng, thấy mấy anh chị chỉ cho cách làm á, nhưng mà thấy nhiều công đoạn quá. Em nhắm bộ làm nổi không được. Canh nó để cho cái da giòn thôi vất vả quá, nên em làm cái món dưa nướng cho nhanh, cái da ăn luôn cho rồi. Mềm ăn luôn rồi. Mà lúc em nướng xong cái da cũng giòn nha. Mình nướng xong khi nó chín là bật lửa tối đa lên, maximum lên luôn. Cái da nó giòn ngon, cũng giòn nhưng mà điều nó không có giòn giống da hươu, da vịt quay. Mà cợi ăn thì cho đơn giản, nó nhanh gọn lẹ, mình dễ làm á. Chứ còn làm kỹ cái món vịt quay đó, một là thất bại, hai là thành công, mà thành công được rất là khó. Sao con nói về cách đó ơi? Bắp cải là con ngon. Cơm ngon à? Cơm ngon. Cơm ngon ngon có nhiều dinh dưỡng, most vitamin from spinach salad and rice.
Da, con tiếp con salad này con nhiều vào tay mình con. Ừ. Mayonnaise chứ gì đó. Với mayonnaise salad. Bắp cải. Bắp cải. Một con vịt đó mình nướng ra nó chảy mỡ hết, nó có khô lại ngon, mình không ăn nhiều béo nữa. Mark, when barbecue does, you know, delicious most of it. Chị Mark, mà nghe anh kia. Cho ba bà ngủ coi chú. Mà cho ngủ có chịu ngủ đâu. Bây giờ ngồi đây thì đừng ngủ, mệt quá à. Cái mặt ba cái mặt giống nhau. Ну ты можешь. Где наручка? Да? Наручка. Да. Thương kìa cái mặt. Mặt đáng yêu. Mặt đáng yêu. That video of my À, cô chú ơi, quay hôm nay tới đây cô chú. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video thứ hai mọi người. À, like cái video ai còn nhận mà là ai chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ kênh nhà em nha. Nhiều khán giả nói là tại sao kênh không thấy lượt đăng ký á, tự vì lúc trước em có ẩn ẩn xong mở ra lâu rồi mà điều nó không có thấy được mọi người ơi, không biết làm sao nữa bây giờ. Em có tắt thoát mấy lần luôn nhưng mà điều sao nó vẫn không có. Bye bye.